Trang sức cho bánh xe của người dân ở trên bản. Trên miền núi chúng mình thì còn rất là nhiều bản ở cách xa trung tâm và chưa có đường bê tông, nên mỗi khi trời mưa thì đi lại cực kỳ khó khăn và vất vả. Mình đang ở bản Nậm Nghiệp. Đợt rồi thì mình có đi lên bản Mông ở Nậm Nghiệp bên Sơn La. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, huyện Mường La lên đây là gần 10 cây đường đất. Tối hôm đấy mình được một bạn người Mông làm món lẩu gà để chiêu đãi. Nhiệt độ buổi tối ở đây rất là lạnh, chỉ khoảng 15 đến 18 độ. Ngồi nhâm nhi thịt gà cùng với lại si rô hăng bao phê luôn anh em ạ. Buổi sáng ở đây rất là nhiều mây, tuy có nắng nhưng mà vẫn rất lạnh. Đây là homestay mà hôm đấy mình ngủ. Ngồi ở đây mình có thể ngắm núi và mây lơ lửng gần ngay trước mắt. Thỉnh thoảng có các bạn leo tà chỉ nhủ cũng hay vào đây nghỉ lại. Sáng hôm đấy mình đã ngồi cả tiếng ở đây chỉ để ngắm mây thôi đấy mọi người. Sau đấy thì mình được một bạn người Mông dẫn đi thăm bản. Mình rất là vui, hôm nay mình sẽ cho mọi người vào trải nghiệm ở bản Nghiệp. Một em bé người Mông. Mọi người nhìn mái nhà ở đây có thấy lạ không? Mái nhà này được lợp bằng một loại gỗ rất là quý, đó là gỗ pơ mu. Loại gỗ này thì chịu nắng mưa cực kỳ tốt. Những cái mái nhà mọc rêu như thế này thì đã lợp được khoảng vài chục năm rồi. Những ngôi nhà của người Mông thì thường làm rất là thấp, bởi vì đồng bào người Mông họ thường sống ở trên núi cao. Ban ngày thì không khí mát mẻ, còn ban đêm thì rất là lạnh. Những phụ nữ có con nhỏ ở đây thì thường là ở nhà thêu thùa và may vá. Người nhiều thế. Chơi à? Vâng ạ. Một số khác thì đi lên nương hái tao mèo về bán. Lấy một quả chưa? Cho hết. À, cho hết. Cho hết em cảm ơn nhé. Táo mèo ở trên bản này thì phải gọi là bao la bát ngát luôn mọi người ạ. Quả rất thơm, giòn, ngọt, không hề chát một xíu nào luôn. Có những cây táo cổ thụ hàng vài trăm năm và có những cây táo chín đỏ sai chịu cảnh như thế này. Mọi người hay gọi táo này là táo má hồng. Mình đã vào rất là nhiều vườn táo nhưng mình chưa thấy vườn táo nào đẹp và sai quả như ở bản Nậm Nghiệp này. Nhiều đến nỗi khi mà gặp mưa to hoặc gió to thì táo rụng thành đống ở dưới đất như thế này. Mọi người nhìn cây táo này, mình nhìn thấy u mê luôn. Quả sai chịu cảnh, không thể sai hơn được nữa. Một cây như thế này thì thu hoạch được vài tạ quả. Các em bé ở đây cũng rất là chăm chỉ, tự đi nhặt táo về bán để kiếm tiền. Gùi táo của em bé này chắc phải được 10 cần, chưa kệ sách một túi ở đằng trước nữa. Cũng do điều kiện đường xá xa xôi nên cuộc sống của người dân ở nơi đây còn nhiều thiếu thốn và khổ cực. Các em bé cũng không được ăn no mặc ấm đầy đủ. Thời tiết lạnh nhưng rất là nhiều em bé không có quần áo để mặc, chưa nói đến quần áo ấm. Lại một mùa đông nữa đến, các em lại phải chống chọi với những cái giá rét của miền sơn cước. Sang tháng 12 ở đây sẽ có đào rừng nở rất là đẹp. Ngoài ra thì tháng 3 năm sau cũng có hoa táo mèo nở trắng khắp bản làng. Mình hy vọng sẽ có nhiều đoàn du lịch đến đây để tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm cuộc sống của người miền núi, và cũng mong chính quyền sớm làm được một con đường bê tông từ trung tâm lên bản để đồng bào đi lại đỡ vất vả hơn. Đây là bữa cơm chưa tạm biệt bạn Nậm Nghiệp. Hẹn mọi người tháng 12 khi có đào rừng nở. Mình sẽ lên quay video cho mọi người xem tiếp nhé.